Chưa? Rồi. Đây là mình có dịp thăm coi như cả một cái vườn gì đó là coi như cả một cái khu, cả một cái tỉnh Bình Định là chuyên về hoa mai. Này quay đây nè, quay đây nè, chú Trung. Khoan, chưa chưa chưa. Quay đây nè, quay đây nè. Thấy tôi không? Thấy chưa? Thấy tôi không? Nè đó đó, mai mai Bình Định quá đẹp luôn, là lá màu xanh xanh là còn non nè, nó màu đỏ đỏ nè. Đây. Đây. Đó. Thấy anh này là chuyên nghệ nhân nè. Đây. Ủa anh, như vậy cái giống cây của mình trồng cây to là trồng từ hộp hay sao anh? Trồng từ hộp hả? Trời, tất cả nó đều từ hộp luôn. Từ hộp của nó có hộp rồi phải gieo hạt chứ. Em tưởng anh chiếc chanh. Như vậy là những cái gọi là hộp là mình phải chặt. Phải có một cái vườn riêng hay sao để trồng thì cây to hả? Đây nè, vườn cô là đó. Đâu? Đó, vườn nữa đây là mai cô là hết. Mai con thôi đó ha. À. Mai con đó. Đây là cái con nè. Đây là cái con nè. Mai con nè. Đây là bonsai nè. Qua bên phần của đây là bonsai rồi. Đây. Đó, chùm làng mai luôn, chùm làng mai luôn nè. Chùm nè. 8 cánh, 10 cánh, 12 cánh. Đó. Rồi, nè. Được rồi. Đi ra cái bên cái cây bên đây. Thôi anh tỉa sao làm biết em về em cắt sao anh, cái này phải học cái gì đó kỹ thuật cắt á, gọi là sao cắt sao biết cái nào cắt mày nào không anh ha. Đúng rồi, thì anh tùy theo cách anh uống chứ, anh uống là anh phải chặn theo cái ý mình chứ. Dạ. Yeah. Hướng như sao là mình chặn theo hướng đó chứ. Dạ. Mới ra coi được chứ sao ra được. Thì đó, thế anh cắt một cái tập trung giống như cắt tóc gọi là trong bộ đội vậy đó, cắt trời cái đã chưa kìa. Trời ơi. Muốn ăn nhanh là kích du khác, muốn ăn chậm là kích du khác. Trời đó ha. Trời ơi. Mình hiện giờ trong cái là cái vườn mình là có bao nhiêu mấy trăm cây lận? Đầu có 2-3 vườn có mấy ngàn cây mà. Mấy ngàn cây. Cái này là chỉ mới là cái nghìn ở ngoài mặt lộ thôi hả? Còn trong vườn còn có nữa hả? Đúng rồi. Trời ơi. Trời, có thời gian vô thăm vườn. Hồi nãy đi ngang đoạn này quá đẹp luôn, cây mai mà nở rực rỡ luôn nè. Trời ơi. Tới giờ này là người ta cắt bông bỏ hết. Hiện qua nếu mà qua mà vô là quay khúc đi là không có gì thì con bỏ nó cho hết. Qua đây xa hết rồi, qua đây vô là nó vô đây lúc hết. Ừ nè, anh cắt bớt rồi nè. Ồ, như vậy là bây giờ là mình sợ cây nó yếu mình cắt ra ha. Cái này kết chim lại. Giờ là phải kết chim lại hết toàn bộ. Trời ơi. Cái đâu có thở đỡ được như cũ được. Dạ. Trời ơi. Nếu các bạn tới được ngày hôm qua là các bạn sẽ thấy là